Ở đây thì mình có một cái tủ điện chính đường các bạn. Thì tủ điện chính đường á, thì mà lúc mà chưa có gỡ ra thì nó nằm tất cả phụ kiện nó nằm như vậy nè bạn. Đó. Đó, tất cả phụ kiện nằm vậy. Rồi bây giờ gỡ ốc ra, gỡ ốc ra, hai ốc này các bạn, gỡ ra. Rồi thì tủ điện chính đường là gì? Chính đường là gắn được chính cái CB thép, ok, chứ không phải là tủ điện nó có chín chín lỗ nha. Đây là một nè, hai ba bốn năm, ở trên năm, ở dưới không có năm là 10 đường đúng không ạ? Không phải, chính đường ở đây là gắn được chính cái CB thép, chứ không phải là tính bằng những cái ô này, cái lỗ này ha. Rồi một cái CB thép nó có cái chiều ngang á là 17,8 mm. Như vậy nếu mà cái tủ điện chính đường các bạn, thì khi mà chúng ta đo là nó sẽ có cái chiều ngang tổng cộng là khoảng 16 cm. 17,8 nhân 9 là 160, tức là khoảng 16 mm các bạn. À bằng 16 phân. Đây bạn thấy không? Này. Này là chính xác là 163, à, hẳn 16 phân nha. Rồi cái đó là ý nghĩa về cái đường. Rồi khi mà chúng ta mở cái tủ điện này là tủ điện bằng casino các bạn, khi chúng ta mở ra chỗ này có gì? Đầu tiên là có cái này, cái này nè, đầu tiên có cái này. Cái này là cái gì đây? Bạn nhìn xem ở đây nó có màu vàng á, với màu đỏ với màu xanh. Đổi màu xanh nó đánh đánh số nè. Ví dụ số 7 đó, số 7 bên trái nè, place sticky here. Nó dán cái gì đó. Có nghĩa là bên đây nè bạn, bên đây nó có cái này nè. Này. Nó có bóng đèn ổ cắm ba chấu. Bốn một cái ba cháu, bốn cái bóng đèn, những cái ký hiệu, nói chung là cái này là quạt gió ha, còn cái này là ống máy nước nóng gián tiếp trực tiếp gì đó. Đó đó là những cái hình thiết bị điện. Thì ở đây là chúng ta có là 1 2 3 4 đúng không, 4 4 16 16 cái hình trong đây. Thì chúng ta lấy một cái hình ra, chúng ta dán vô đây, dán vô cái ô vuông play sticky here nè, là chúng ta sẽ được cái hình mà ta mong muốn. Rồi màu xanh thì cũng vậy. Rồi cái này xong rồi, tiếp theo trong đây có gì? Ở bên phải trước đi các bạn, ở bên phải chúng ta có những cái dây này nè, cái này là cái này à. Thì cái này là cái thanh nối dây trung tính à, nối dây trung tính ha. Rồi bên đây á, là cái thanh để nối đất, nối đất nối dây te các bạn. Rồi rồi tiếp theo chúng ta có những cái thanh này nè, cái thanh này nó có những cái đồng lồi ra là giống như cái răng cưa, cái lược á. Thì đây là thanh để cài những CB tép lại với nhau á. À, rồi tiếp theo là cái này, cái inox này, inox này là để gắn những cái CB lên. À, ví dụ tủ điện là chính đường thì bạn biết rồi, cái CB đôi á, là hai CB thép, cho nên tủ điện này có thể gắn được tối đa là 7 cái CB thép và một cái CB đôi. À, tại vì một cái CB đôi là hai CB thép đúng không ạ? À, một CB đôi và 7 CB thép là tối đa của tủ điện chính đường này. À, thì à, thì có những cái lỗ nhỏ như thế này nè, 1 2 3 4 5 đúng không? Phi 20, phi 16, 20 25 gì đó. Thì thật ra những cái ô này, cái lỗ này nè. Chúng ta muốn bao nhiêu lỗ là tùy thôi, đúng không? Khoan vô. À, rồi. Này rồi, này rồi, rồi, rồi xong. Như vậy là mình vừa giới thiệu sơ bộ các bạn cái một tủ điện chính đường nó ý nghĩa như thế nào, mà nó có cái gì trong đó. Thì những khi nào mà thi công xong một cái tủ điện thì mình sẽ
giới thiệu cho các bạn là CB gắn sau dây te, dây lửa, dây nóng, dây nguội đi sau ha. Để mình gắn lại. Gắn vô. Đó. Gắn vô. Rồi, mình vừa giới thiệu sơ bộ các bạn là cái tủ điện chính được. Đúng không ạ? Có những cái bộ phận gì trong đó. Rồi, em ta gắn CB đây. Đây. Gắn được 9 cái CB thép hoặc là 7 cái CB thép và 1 cái CB đôi ở đây. Xong rồi đóng này lại cho nó đẹp. Ok.